Xin chào quý vị và bà con nông dân. Đêm nay và ngày mai, bộ phận không khí lạnh có cường độ mạnh được dự báo sẽ di chuyển dần xuống phía Nam và ảnh hưởng đến thời tiết miền Bắc nước ta. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều mai sẽ phổ biến dưới 25 độ. Sau đó đến đêm mai, nhiệt độ sẽ giảm mạnh chỉ từ 15 cho tới 18 độ tại đồng bằng và dưới 15 độ với khu vực vùng núi. Tại Trung Bộ, từ nay đến trưa chiều mai, thời tiết chưa có nhiều thay đổi. Nhiệt độ cao nhất ngày mai từ 24 đến 27 độ. Với các tỉnh khu vực từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế và cao hơn 2-3 độ với khu vực phía Nam Trung Bộ. Sau đó từ chiều tối mai mưa sẽ tăng và kéo dài do ảnh hưởng của không khí lạnh được tăng cường. Thưa bà con, tại nhiều địa phương ở Quảng Nam, bà con nông dân đang đổ ra đồng bắt ốc bươu vàng. Và tháng 8, vụ lúa hè thu kết thúc, ruộng đồng ngập nước, cỏ mọc tùm là môi trường thích hợp cho ốc bươu vàng sinh trưởng. Tháng 12, ruộng được cày bừa sạch hết cỏ, chuẩn bị sản xuất vụ lúa đông xuân. Lúc này mặt ruộng trống trơn, ốc lộ ra và dễ bắt. Sau đó bà con đem đi bán với thu nhập hàng ngày có thể đạt tới vài trăm nghìn đồng. Ngoài việc cho thu nhập, bắt ốc bươu vàng còn giúp giảm thiệt hại mùa màng. Loại ốc này đẻ nhanh, thường cắn ngang cây lúa non hay là chồi non từ sau khi gieo xạ cho tới khi cây lúa được 30 ngày. Đến với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong 1 đến 2 ngày tới hầu như thời tiết chỉ có mưa vài nơi tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Ngày có nắng với nhiệt độ trong khoảng 29 đến 32 độ tại Nam Bộ, 25 đến 28 độ tại Tây Nguyên. Về đêm cũng không giảm xuống quá sâu, vào khoảng 22 tới 25 độ tại khu vực Nam Bộ và từ 16 tới 19 độ với khu vực Cao Nguyên. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết nông vụ ngày 16 tháng 12 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.